Nếu các bạn có theo dõi kênh Lan Hàng Giang thì có thể các bạn đã biết tới cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thùy Trang. Thùy Trang sinh năm 1999. Cô gái nhỏ bé này mắc chứng bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Căn bệnh này làm Thùy Trang liên tục bị gãy xương từ bé, kèm theo đó là các cơn đau nhức. Hiện tại thì Thùy Trang không thể đi lại được, nhưng Trang đã nỗ lực vượt qua căn bệnh quái ác, luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Hàng ngày tự tay làm ra những bông hoa, những chiếc thiệp handmade xinh xắn, được bạn bè gần xa ủng hộ. Công việc này đã và đang giúp cho Thùy Trang có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống của bản thân trong những năm qua. Bây giờ mời các bạn cùng mình đến nhà của Thùy Trang. Đây là địa chỉ mới nha, cũng là nhà của cha mẹ Thùy Trang luôn. Địa chỉ cũ lúc trước ở Mương Bà Cọc, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn địa chỉ mới này ở xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cách địa chỉ cũ cũng không xa. Shop đồ lưu niệm nhỏ nhắn này có tên là Vườn Nhà Mộc. Lâu quá mới gặp lại Thùy Trang với dì Hai. Dạ. Mùa dịch xong mình khỏe không? Dạ, em cũng khỏe anh. Ở đây có mua bán gì được đợt đó không? Dạ, nói chung là sau cái đợt dịch đó thì mình cũng đỡ. Giao hàng cũng tiện hơn và cũng có khách. Dạ. Chỉ là trong đợt dịch là ở nhà làm thôi, xong dịch mới bán. Dạ đúng rồi. Kiểu trong đợt dịch là mình cũng bị căng thẳng, mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi em về ra đây là bao lâu rồi? Em về ra đây hồi tháng 6 của năm 2021. Là xong là cuốn dịch luôn. Rồi xong rồi tới Tết vừa rồi đó là em mới khai trương. Mới bắt đầu bán từ hồi Tết giờ thôi. Lúc trước mình ghé Thùy Trang là năm 2020. Dạ. Là ở nhà của dì Hai ở cũng Mương Bà Cọc. Cũng gần đây. Dì Hai là chăm sóc Thùy Trang từ nhỏ luôn. Dì Hai chăm từ nhỏ. Dạ. Rồi Thùy Trang bắt đầu mà làm mấy cái món handmade này là từ khi nào á? Em bắt đầu làm từ hồi năm 2017 là bắt đầu nghiên cứu làm rồi, nhưng mà mãi tới năm 2019 đó, thì em mới bắt đầu đem cái sản phẩm của mình ra, mình đăng nhiều ở trên mạng rồi mình mới nhận được cái sự ủng hộ. Tại kiểu em không có tự tin về cái khả năng của mình á, mình làm mình vẫn thấy nó chưa đạt thì mình học không dám khoe. Thẩm rài thấy lên báo lên đài quá trời luôn mà. Nổi tiếng luôn rồi. Cái đó là cũng là một cái sự may mắn, là được cái sự quan tâm của mọi người. Nhưng mà em nghĩ là mình cũng cần phải trao dồi thêm, cũng là một cái động lực để mà mình cố gắng hơn. Vì hay là chăm sóc Thùy Trang á, thấy cũng vất vả như vậy. Nói chung là tội nghiệp Thùy Trang lắm á. Yeah. Yếu không có làm gì được, mạnh nhưng mà có điều là cố gắng để làm nghề này đó. Cho nên hai thấy chăm Thùy Trang cũng không có gì để bù đắp được cái công sức của Thùy Trang mà bỏ ra để được. Con thấy dì Hai dẫn Thùy Trang đi chơi hoài á, đúng không? Đi cũng nhiều lắm à. Có hàng không lâu cái có bạn qua. Dạ. Bạn ở Trà Vinh qua chở đi đó. Dạ. Chở đi về tổ đình rồi ghé chùa rồi cũng viếng gần hồi cứ về vậy đó. Thấy cũng ghé nhiều điểm ở An Giang lắm rồi á. Dạ. Rồi cảm ơn Thùy Trang với dì Hai để đi một vòng coi mấy sản phẩm. Các sản phẩm của Thùy Trang làm vừa đẹp vừa đa dạng mẫu mã, rất thích hợp để mua làm quà tặng dịp 8 tháng 3 hay là ngày nhà giáo Việt Nam hay dịp sinh nhật v.v. Một cái sản phẩm mà thành phẩm như thế này thì mình làm phải mất cũng bao lâu? Em cái chậu xương rồng này là em làm từ cái lúc tại vì này cũng mới làm mới nghiên cứu thì nó mất cũng khoảng 2-3 ngày. 2-3 ngày trong một chậu xương rồng? Đúng rồi, tại vì tất cả những cái sản phẩm handmade em đều phải mất rất là nhiều thời gian. Còn ví dụ như ở đây là mình có bán bông lẻ không hay là chỉ bán nguyên cái sản phẩm mình là gồm hoa với bình? Em làm theo yêu cầu của khách, ví dụ như khách mua luôn bình thì em sẽ bán luôn cả bình, còn khách mua lẻ từng cành cũng vẫn có cành luôn. Còn ví dụ như khách ở xa mà cần muốn đặt rồi chọn hình ảnh chọn rồi ví dụ như ship thì em có vẫn ship ở xa luôn? Dạ đúng rồi, em vẫn ship đi xa, tại vì em có đăng những cái sản phẩm của mình lên trang Facebook rồi lên fanpage đó, cho nên là khách thích mẫu thì chọn, xong rồi em sẽ đóng gửi đi. Ngoài ra ví dụ như khách mà có
đưa những cái mẫu khác mà mình chưa từng làm đó em, thì mình có nhận không? Dạ em có nhận chị, nhưng mà kiểu như là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm, tại vì mình cần nghiên cứu làm đi làm lại chừng nào nó đẹp, tại vì những sản phẩm mình chưa từng làm đó. Dạ. Những sản phẩm ở đây ví dụ như những cái em làm theo dành tặng cho những cái dịp nào? Em nó chủ yếu gọi là sản phẩm quà tặng, nhưng mà mình có thể để trên chiếc nhà, rồi nói chung là dùng cho tất cả các dịp như là khai trương sinh nhật hay là tặng trong những cái dịp lễ đều rất là phù hợp, tại vì nó khá là đa dạng. Nếu như là một cái lẵng hoa to giống như hoa tươi dành cho khai trương đấy thì em mất khoảng thời gian bao lâu? Cái đó là cũng tùy theo kích cỡ, ví dụ như em cũng từng làm mấy cái lãng nó cũng vừa vừa như tầm này thì có thể là mất tới 4-5 ngày, thậm chí là cả tuần để làm, và tùy theo cái yêu cầu của khách. Dạ. Ở chỗ mình thì có khoảng bao nhiêu loại sản phẩm nha? Dạ, em làm khá là đa dạng, tất cả sản phẩm thì đều được handmade từ giấy như chị, ví dụ như là thiệp nè, hoa thì có rất là nhiều loại, ví dụ như hoa vô chậu, rồi hoa lẻ từng cành, rồi hoa vô bó, hộp quà hoa và cả giỏ hoa, lẵng hoa to nữa. Đó thì khá là đa dạng. Sản phẩm của mình thì giá dao động là khoảng từ bao nhiêu? Dạ, ví dụ như là cái chậu này là cái mẫu nhỏ nhất này, là chậu này là 80.000, và ví dụ như những cái giỏ như thế này, cái chậu xương rồng ở kia thì từ 80.000 cho tới khoảng 2 triệu mấy. Đó là những cái bình xay to, là những cái bình lan lớn. Ví dụ như 20 tháng 11 hoặc là ngày phụ nữ đó thì mình có những cái sản phẩm như là bó là hình bó hoa để tặng không ha? Dạ có chị, ví dụ như cái mẫu bó như vậy nè, là này là một trong rất là nhiều mẫu. Bạn có cái bó nhỏ hơn, rồi có những bó to hơn, thì tùy theo cái khả năng của cái người tặng, và nó khá là đa dạng. Thì những cái dạng bó như vậy là em bán rất là chạy trong những cái dịp như vậy. Có cả hộp nữa, hộp hoa nè. Nhưng mà những cái bó hoa như thế này thì cái giá dao động của mình là khoảng từ bao nhiêu nhé? Giá thì nó khá là đa dạng, ví dụ như cái bó mà có một hoa thôi thì có là hoa hồng hoặc là hoa hướng dương này thì nó tầm khoảng 200 mấy cho tới 400-500 tùy theo cái bó. Bây giờ mời các bạn cùng mình xem lại những sản phẩm do Thùy Trang tự tay làm nha. Nhiều lắm nhưng mà do Thùy Trang để trong bọc để tránh bụi, mình làm biếng lấy ra quay.